Nếu có dịp về thăm xóm mới, thôn Thanh Vân, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, được gặp và trò chuyện với bác Mão, một thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, chắc hẳn bạn sẽ không thể tin nổi, người cựu chiến binh cao lớn, khỏe mạnh này đã từng có quãng thời gian kiệt quệ khi chiến đấu với bệnh tim hiểm nghèo. Tên tôi là Bùi Văn Mão, 60 tuổi, ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lúc đầu thì tôi thấy là nó đau ở vùng ngực, mà nó có dấu hiệu hoa mắt và khó thở. Thế thì tôi đi khám với cái bệnh viện gần đây, nhưng sau đó thì tôi chuyển về Bạch Mai khám. Thế thì họ siêu âm và làm các thủ tục thì họ nói là hở van hai lá và van ba lá và hẹp động mạch cảnh. Từng vào sinh ra tử trên mặt trận Campuchia vào những năm cuối thập niên 70, bom đạn chiến trường chẳng hề làm cho bác Mão nao núng. Thế nhưng, bệnh tim lại khiến cho người cựu chiến binh ấy từng phải bất lực khi điều trị bằng thuốc Tây bao nhiêu cũng không đỡ. Trong lúc đó, bác tình cờ đọc một bài báo và biết đến sản phẩm Vương Tâm Thống chuyên hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch, bệnh van tim. Cảm thấy đúng với bệnh của mình, bác mua về dùng thử. Tình cờ hôm đi điều dưỡng ở Sầm Sơn thì tôi thấy có một cái tờ báo tất cả nói về cái Vương Tâm Thống. Thế sau đó thì tôi xem kỹ thì nó là một cái thực phẩm chức năng của Vương Tâm Thống đấy. Thì tôi uống một tháng trời thì thấy có dấu hiệu nó chuyển. Và tôi uống liên tục, tức là với một cái uống liều điều trị đấy. Tức là 4 tháng. Thế sau đó tôi ngừng và chuyển sang uống dự phòng. Dự phòng thì uống ít hơn. Thế sau đó thì tôi uống kéo dài khoảng 7 tháng. Thế mà từ năm đến nay là khoảng 3 năm. Thế thì trong cái ghi của cái thực phẩm đấy là cứ thời gian là ổn định, sang lại phải điều dưỡng một lần nữa. Nhưng mà tôi thấy nó chả có dấu hiệu nữa. Tôi chả mua, chả uống nữa. Nhưng mà năm nay cũng phải khoảng 4 năm rồi chưa thấy có dấu hiệu gì. Cũng may là nhờ cái thực phẩm Vương Tâm Thống, cho nên là từ khi mà uống thì nhà tôi rất là khỏe và gia đình đến nay là rất là phấn khởi, để như vậy là làm ăn, những gánh vác những công việc trong gia đình lớn, chủ lớn được lớn trong gia đình, cho nên là chúng tôi hiện giờ là vui vẻ lắm, rất là phấn khởi. Giờ đây mỗi khi nhắc đến Vương Tâm Thống, bác Mão lại nở nụ cười viên mãn, bởi nhờ sản phẩm này, sức khỏe của bác đã quay trở lại như lúc còn là chiến sĩ can trường thời bấy giờ. Nhờ vậy, bác có thể làm mọi công việc giúp đỡ gia đình, từ chăn nuôi gia súc cho tới cuốc đất trồng cây, gánh đi một phần nỗi lo toan cho người vợ luôn kề vai sát cánh mỗi lúc ốm đau, bệnh tật.